Nhưng chào mừng các bác nông dân, hôm nay tôi xin chia sẻ một bí quyết vàng để diệt trừ nhện đồ hiệu quả AF-Exatin 15SC của Hưng Thịnh Biochem. Nhện đồ, chắc các bác cũng biết, là một kẻ thù đáng gờm của cây trồng. Chúng không chỉ hút nhựa cây, làm giảm năng suất mà còn khiến cây yếu ớt, dễ bị các bệnh khác tấn công. AF-Exatin 15SC chính là giải pháp tuyệt vời cho vấn đề này. Với công thức đặc biệt, sản phẩm không chỉ diệt sạch nhện đỏ mà còn tạo một lớp bảo vệ, ngăn chúng quay trở lại. Sử dụng AF-Exatin 15SC rất đơn giản, các bác chỉ cần pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1000 rồi phun đều lên cây trồng. Vậy là các bác đã tạo nên một tấm khiên vững chắc rồi. Không chỉ vậy, AF-Exatin 15SC còn có khả năng thẩm thấu nhanh, diệt nhện đỏ tận gốc. Chỉ cần phun một lần mà hiệu quả kéo dài cả tuần lễ. Thêm một điểm cộng nữa, AF-Exatin 15SC an toàn cho sức khỏe con người và vật nuôi. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bảo vệ cây trồng hiệu quả mà vẫn thân thiện với môi trường. Các bác có thể tìm mua AF-Exatin 15SC trên trang web DRPlant, Fan hoặc liên hệ với đại lý phân phối gần nhất. Với AF-Exatin 15SC, nhện đồ sẽ không còn là nỗi lo nữa. Hãy dùng thử ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác một mùa vụ bội thu. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.